nghe nhầm xíu xíu nha. Ok chị. Ráng nè. Dạ. Cục nén to. Cái bọc ra luôn. Đã nghe. Ok. Đau ngực á. Hết cái đau ngực. Cố gắng xin nè. Đau ngực chứ không phải đau tim đúng không? Đau ngực không lo. Lo đau tim nè. Mình nhớ hơi xa. Sáng chứ đầy cổ luôn á. Khô rồi. Đỡ hơn trước chứ. Gọi là đỡ đau hơn trước. Chắc... À, chơi vô. Còn nói được là chị sĩ. Chắc có bao giờ ngồi đây qua mai bớt. Wow. Vì sao đi nằm mụn cây vợ thế rồi. Cố gắng. Hết nặng dữ rồi. Bà xô em xuống đây. Bà xô bà không vô đây thôi. Bà đây miết mà bà không. Tất phiên em đây bà cái xô em xuống đây nè. Chịu đỡ rồi, lên trên này đỡ rồi. Rồi xuống lần xoa rồi đó. Đã nghe. Này hơi đau một xíu. Rồi là được cái chùm quá. Cục mũ dưới này già đan đã ai gì sức yên ráng bắn dưới ngoài cho phòng cho con. Wow. Ráng rồi. Ok ok
Chị có trở lấy quay phim. Đúng không, đúng không? Đi nè. Xa quá không đó. Hơi xa đó nhẹ. Đó, rồi. Cục này nè. Anh ta cứ ngực quá, thật ra. Ok, ok. Anh ta ngực quá. Mẹ cho lành đây cho khỏi thức. Xin đỡ thức này xuống lại. Cũng lì lắm chứ phải là dễ đâu. Nó cục thì nó đợi dễ, nó cục thì đợi khó. Mà lấy cái mũi xíu đi. Chị bắt tiền của anh gửi lên nghe. Dạ. Đây. Nặng nổi nữa không hay là để dành? Thôi, bớt cái mặt sơ thôi chị không à. Ok. Anh ta mất đồ rồi thì chị hết nổi. Cái cổ là bữa sau xuống nặng tiếp thì đang tùng nữa nghe, chứ đừng có để nhiều. Ai cũng ngực đau á. Xong đâu. Khoảng 2 phút nữa. Cho nó đủ cái video. Xuống cái cổ xì xì này nè. Không, đau quá. Mình liên dùm xì xì nha. Xí chỗ này là hơi nhiều chỗ này xíu. Chỗ này thì ít đau hơn.
Thôi dù lắm em đau quá. Anh đau ngực.